Chào mọi người một ngày mới tràn ngập niềm hạnh phúc và sự an lạc, trí tuệ an định. Đức chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay là gia đình mình sẽ ăn một món đậu hũ trứng hấp. Đây là đậu hũ trứng còn nóng hổi, rất là ngon. Mình sử dụng khoảng nửa ký, mình cho ra thao. Nguyên liệu hũ đậu hũ trứng hấp của mình ngày hôm nay là có, mình sẽ làm rong biển, hành lá, tỏi, cà rốt, và đây là nấm giòn, người ta cũng gọi là nấm mèo nữa đó nè các bạn, nó giống lỗ tai của con mèo, nhìn thấy cũng lạ lạ nhưng mà cũng ăn rất là giòn nên gọi là nấm giòn đi. Và đây là nấm đông cô, mình sẽ sơ chế hết các thứ rau củ mình giới thiệu nha. Đầu tiên là mình sẽ khử hành, mình sẽ khử hành lá và một ít tỏi. Mình lấy cái gốc của hành đi, mình lấy cái gốc của hành lá mình xài trước nha mọi người. Tại vì hành lá thì mình xài gốc trước đi để cái lá mình sử dụng việc sau. Cái gốc mình khử nó thơm. Tỏi. Thường thì cái nguyên liệu đồ chay của mình á là nó không có cái hương vị của thịt cá, nó không có chất ngọt, cho nên mình chế biến thường thì mình sẽ chế biến nó hơi cầu kỳ và mất công nhiều hơn. Hành tỏi thì mình thử để mà mình kích thích cái khẩu vị của đồ chay của mình. Đây là củ đỏ. Đầu tiên là mình cho củ đỏ mình bầm nhuyễn ra, hành lá mình cũng sắc nhuyễn. Những người người ta ăn chay ở chùa đó, người ta cử hành tỏi dữ lắm đó các bạn, nhưng mà gia đình của chúng ta ăn chay, của ở nhà cư sĩ tại gia của mình thì mình ăn được hết mọi thứ, mình cũng sử dụng cho nó đầy đủ gia vị thôi. Rồi tiếp đến là mình sẽ cắt nấm giòn, mình sẽ bỏ những cái phần cứng, mình lấy những cái phần mềm thôi, nó mọc ra từ cái cây liện. Nhà mình để dưỡng quê mọi người, mình xài là những cái rác như là rau củ rồi mình quăng ra ngoài hè dèo dèo, dễ xài lắm các bạn. Mình chỉ phân loại rác rồi mình lấy nhựa cao su rồi bọc ni lông rồi thì mình để riêng, mình cho những người người ta mua da chay đó, là gia đình mình cho không à, tặng là cũng bắt cho tiền ngược lại họ nữa cho họ lấy. Còn rau củ quả là mình quăng ra ngoài góc hè của mình dèo dèo. Ừ, hai tẩu mình để vàng như vậy thì mình sẽ tắt bếp. Mình vớt lên đây mình chỉ lấy cái hành và tỏi mình xịt kỹ là cho nó bớt dầu, mình chỉ lấy một chút xíu dầu thôi, không cần lấy nhiều. Mình hạn chế ăn dầu mỡ, tốt cho sức khỏe mình thôi.
này là mình cắt nấm giòn nha mọi người. Mình sử dụng có một tay nấm giòn thôi mà nó rất là nhiều, tại vì cái tay này nó nấm này tốt lắm. Rồi mình sẽ thử, mình sẽ sắc một ít nấm đông cô nữa cho nó tăng hương vị. Nửa ký đậu hũ trứng mình đã lấy bớt ra hết một phần rồi đó các bạn, tại vì trong đây mình để thêm những cái nguyên liệu nấm đông cô rồi củ đỏ rồi nấm giòn thì nó sẽ ra rất là nhiều. Như vậy thì ở đây là mình có rong biển, đây là hộp rong biển của chị Hồng biếu mình đó mọi người. Mình giới thiệu với mọi người, chị Hồng mình là người bạn rất là dễ thương, đáng quý, đáng trân trọng trong đời sống của mình lắm đó các bạn. Chị ấy là một người tánh tình rất là đề đạm. Chị tánh của chị chững chạc hơn mình nhiều. Mình cắt một hộp rong biển này vô đang cho nó tăng cái hương vị của trứng mình nha mọi người. Là một người bạn lâu năm trong cuộc đời mình, mình rất là phù hợp với cái tánh tình của chị ấy. Chị ấy là người rất là dễ thương, đáng yêu, đáng mến và đáng kính đó. Vì vậy mà những cái video gần đây mình hay nhắc chị Hồng là chị rất là dễ thương. Chị đã tới thăm mình ở trong mùa dịch. Nhưng mà cũng ngại với nhau lắm về dịch bệnh. Nhưng mà mình thì vô tư, không sao hết. Dịch bệnh này ở đây thì nếu mình quan mang, mình lo lắng thì sẽ trở nên rất là khó chịu. Mà mình nên thả lỏng đầu óc đi. Tình nghĩa bạn bè và những cái chân tình trong cuộc đời này nó còn cao cả hơn con dịch nữa. Cho nên mình không quan tâm đó. Kệ nó đi, chẳng chú ý nó gì đâu. Rồi, mình đã trộn hết nguyên liệu vô rồi. Thì bây giờ là tới mình sẽ nêm gia vị nha các bạn. Ở đây mình có tiêu. Mình sẽ cho một muỗng cà phê tiêu. Ở đây là hạt nêm nấm. Và một muỗng cà phê hạt nêm nấm. Bởi vì trứng hấp thì mình không cần phải nêm cho nó mặn gắt đâu. Mình nêm dừa thôi. Mọi người ăn mình có thể chấm thêm nước chấm gì đó mình thích. Ăn với cơm, ăn với cơm tấm và một muỗng bột ngọt. Thì những cái nguyên liệu mà mình nêm đó là các bạn biết là mình thường hay nói với mọi người là mình hạn chế nêm đường chứ. Cho nên thì cũng chỉ để đường nhưng mà mình để rất là ít. Một phần đường rất là nhỏ thôi. Là mình dần những cái hương liệu đó lại, nguyên liệu đó lại hương vị. Rồi mình trộn cho đều nha các bạn. Mình nghĩ là ngày hôm nay đó, cái đậu hũ trứng của mình sẽ hấp ở trong cái nồi rộng hơn. Mình không có lấy dĩ lấy gì hết, nhưng mà mình sẽ lót cả lá chuối vô
chị lót cái lá chuối vô trong cái nồi hấp của mình. Ở vườn ở quê nên mình dễ kiếm lá chuối. Mình cái gì mình xài mình sử dụng mình cần làm thì mình chuẩn bị lá chuối, nó hơi héo héo mình lót vô rất là đẹp. Cái hương vị của lá chuối nó sẽ thơm cái món ăn của mình nữa, rất là ngon. Mình sẽ sử dụng lá chuối hơi non một chút, xong thì nó rất là đẹp. Mình hấp ở trong cái dĩ như thế này mình cảm giác chả của mình sẽ rất là ngon đó mọi người. Mình chỉ đè nhẹ nhẹ thôi, mình không có cần phải làm cho nó tự nó dai và nó dẻ. Khi mà cái chả hút vịt này mình làm xong thì mình có thể sốt cà đặng mình ăn bánh mì cũng ngon lắm đó mọi người. Và hôm nay có cái hương vị rong biển thì cái món chả này mình nghĩ là cũng là chỉ là lần đầu tiên mình làm đó nha các bạn, cho nên mình thấy chắc cái hương vị của nó chắc cũng có lẽ là cũng sẽ ngon ngon thơm thơm đây. Mình làm cho nó tròn nha, theo cái chiều của cái chảo các bạn. Rồi câu chuyện của chị Hồng mà mình kể mọi người nghe đó, người bạn thân thiện và dễ thương của mình đó các bạn. Mình và chị ấy có một cái mối nhân duyên rất là sâu sắc ở trong cuộc đời mình. Xa lạ hoàn toàn, nhưng khi lần đầu tiên gặp đó, thì chị em tự nhiên có một cái cảm tình quý mến chân thật và phù hợp ở một cái điểm rất là giống nhau, là giống như chị em ruột vậy đó. Có khi chị em ruột cũng không có giống nhau đâu các bạn ơi, mỗi người một cá tính hết á. Nhưng mà cái này không phải là ruột thịt, nhưng mà chị em rất là hợp nhau nhiều điểm. Rồi mấy mươi năm chị em trôi nổi trong cuộc đời, trên đường đời thì rồi mình bắt lên nha các bạn, hấp nha. Và ở đây là nãy giờ mình quên giới thiệu với mọi người là mình sẽ để lên một phần của hành với tỏi mình khử nữa các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi có thể mình trộn chung và có thể mình cũng sẽ để lên mặt như thế này nè, nó cũng thơm ngon. Cũng không cao quan trọng là phải trộn đâu, mình thích để lên trên mặt như thế này thì là nó cũng có một cái hương vị rất là đặc biệt đó nha các bạn. Thì nhắc lại với chị Hồng của mình, chị em gặp nhau hồi khoảng 99-2000, đó là thời điểm chị em mình có nhân duyên được gặp nhau. Rồi vì cuộc sống, rồi thời gian, rồi bận rộn gia đình, mỗi người có một cái điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, chị em cũng trôi nổi ba chìm bảy nổi 80 cái lên đên đó mọi người. Mình bật ga lên nha. Rồi đẩy nắp lại. Mình nghĩ là mình sẽ hấp trong vòng khoảng 20 phút, 25 phút trở lại thôi. Tại vì cái đậu hũ trứng này nó cũng rất là nhanh chín á. Rồi đậu hũ trứng hấp của mình nó đã đủ thời gian rồi đó mọi người. Mình sẽ nhắc xuống nha. Mình hạ lửa xuống thấp cho nó rêu rêu rồi mình nhắc.
Wow. Câu chuyện dễ thương của mình với chị Hồng, các bạn là đã xong một cái mẻ trứng hấp. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Mình sẽ để cho nó nguội, tại vì cái loại đậu hũ hấp này nó rất là mềm. Nó mềm và nó phao lắm. Thì khi mà mình hấp xong thì mình sẽ có thời gian để mà mình để cho nó nguội lại. Nó thật sự nguội thì nó rất là dai. Dai ngoài sức tưởng tượng luôn đó các bạn. Câu chuyện của mình và chị Hồng là hai chị em ba chìm bảy nổi, 80 cái lên đền ở trong cuộc đời. Mấy mươi năm trôi qua. Chị ấy lớn hơn mình khoảng 7-8 tuổi rồi các bạn. Giống như là chị em ruột vậy đó. Trôi nổi tha phương thì chị ấy đi lấy chồng Hàn Quốc, và mình thì ở lại bơ vơ một mình. Thời gian vài năm sau thì mình cũng lập gia đình, mình cũng lấy chồng. Và ở đây có một việc đặc biệt là chị Hồng cũng lấy chồng ngoại quốc và mình cũng lấy chồng ngoại quốc, mà chị Hồng thì lại là xuất ngoại, còn mình thì nằm ình một chỗ không đi đâu hết. Chồng mình tới đây ở đây với mình là cái ông Tây đang quay phim đó các bạn. Mình hay cho ông thưởng thức đồ ăn, mình hay giới thiệu với mọi người là chồng mình là ông chồng tào lao mí lao, khoái ăn đồ ăn mí lao, nhưng mà cũng khoái quay phim nữa, mà cũng khoái ăn chay nữa. Nói chung là có những cái sở thích rất là đặc biệt, không có giống người của mình ở đây miếng nào hết, nhưng mà cũng rất là dễ thương, đẹp trai mà quá ba gai. Thì cái nào cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm. Rồi sau mấy mươi năm mình và chị Hồng gặp lại nhau thì tình thương mến thương giữa hai chị em vẫn y như ngày nào mình mới gặp, không thay đổi gì hết, vẫn quý mến nhau và trân trọng. Thì đó là mình chỉ tóm tắt cái câu chuyện ở trong đời sống giữa hai chị em gặp nhau rồi mến mộ rồi còn lên lên rồi ba chìm bảy nổi, 80 cái lên lên là nó dài dòng lắm mọi người ơi, kể dễ gì hết. Rồi thỉnh thoảng mình sẽ kể cho mọi người nghe những câu chuyện dễ thương, kỷ niệm của hai chị em mình. Rồi thì bây giờ là mình đợi cho chả của mình nó nguội rồi mình sẽ lấy ra dĩa thôi là xong. Mình đợi nha mọi người khoảng 15 phút. Rồi 15 phút đã trôi qua, miếng chả mình nó đã trên rồi, đã nguội bớt rồi đó các bạn. Đầu nó đã dai rồi đó, mình cảm giác nó rất là dai, nó đang dai lên dữ lắm đó mọi người. Thì bây giờ có thể là mình ăn tươi như thế này, và cũng có thể là mình sẽ chiên lên, ai thích. Mình làm hai kiểu nha. Một phần như thế này thì mình sẽ chiên lên, và một phần thì mình sẽ để tươi. Như vậy là mình sẽ cắt, ra. Mình cắt ra rằng mình dễ chiên, và khi ăn mình cũng cắt ra nữa đó các bạn. Mình sẽ cắt ra như thế này nè, cũng còn nóng lắm nhưng mà mình nghĩ là cắt ra được rồi. Mình để nguội là mình nghĩ để tủ lạnh nó rất là dai đó, nhưng mà để tủ lạnh là dai tuyệt đối luôn á. Phần mình sẽ chiên nha mọi người. Mình hấp rồi mình chiên lại, mình thấy cái miếng đậu hũ trứng hấp của mình cũng rất là hấp dẫn, ngon đó các bạn. Thank you.
Đây là đậu hũ trứng mình đã hấp xong rồi. Cua còn nóng lắm mọi người ơi, rất là nóng. Thế vậy chứ ở trong nó còn rất là nóng. Nhưng mà mình muốn cho mọi người coi là cái miếng đậu hũ khi mình hấp lên rồi nó như thế này nè. Đây, thì đây là miếng đậu hũ trứng mà mình đã cắt ra đó các bạn. Mình cắt nó ra nó như thế này nè mọi người. Mọi người có thấy nó giống miếng đậu hũ trứng hấp thật của người ta làm không? Mình là đậu hũ trứng giả nha mọi người. Mình thấy chiên lại nó cũng hấp dẫn lắm đó các bạn. Thì như những cái video mình cũng đã nói với mọi người rồi, thì mặc dù là nó là đồ chay nhưng mà mình cũng đặt cái tên nó là đậu hũ trứng, rồi sườn non, rồi gà lát, rồi heo lát. Thì tất cả cũng chỉ là cái tên để mình gọi cho nó dễ ở trong cái món ăn của mình hàng ngày thôi, chứ không phải, không lẽ bây giờ mình cứ gọi là đậu hũ này, đậu hũ kia, đậu hũ nọ, đặt cái tên kia nghe nó cũng vui vui. Thì mình cứ thả lỏng đi, mình đừng có cố chấp là đồ chay mà nên kêu đồ mặn hay gì. Thả lỏng với mọi người. Vấn đề ăn uống ở đây là quan trọng là mình ăn là được ngon. Cái thứ nhất, để duy trì sức khỏe và sự bền bỉ trong việc ăn chay thôi. Còn tên gọi mà nó ảnh hưởng tới vấn đề ăn uống của mình thì ở đây hoàn toàn là không. Mình nghĩ là tất cả những người ăn chay lâu năm cũng nên có cái quan niệm thông thoáng như vậy nha mọi người. Rồi, trứng chiên của mình nó cũng đã vừa vàng tới. Mình cũng chỉ chiên cho nó vàng thôi thôi. Mình không muốn cho nó vàng nhiều đâu nha mọi người. Thì bây giờ ngày hôm nay cái món trứng của mình nó có hai phần. Một phần là mình đã chiên lên. Trông nó như vậy đó mọi người. Và một phần là trứng hấp. Thì nó tùy cái sở thích của các bạn. Mình muốn ăn như thế nào thì mình cứ chế biến theo cái sở thích của mình, của mỗi ngày của gia đình mình. Thì ở đây là mình làm nó đủ món hết, tức là nó có đồ chiên rồi nó có đồ hấp để nó đa dạng cái món ăn của mình nha. Rồi, thì ngày hôm nay là cái món trứng chiên và câu chuyện của mình dễ thương với chị Hồng. Món ăn thì kết thúc nhưng câu chuyện thì còn rất là dài đó mọi người. Thì thỉnh thoảng nếu mà mình có nấu ăn mình sẽ chia sẻ dần dần những cái kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời của hai chị em. Thì ngày hôm nay là món ăn trứng hấp và chiên của mình nó đã hoàn thành. Mình thấy rất là hấp dẫn và tuyệt vời. Mình rất là hài lòng với món ăn ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, dịch bệnh tránh xa, A Di Đà Phật, hòa bình thế giới, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện. Mọi người cùng hoan hỷ với món ăn với bích chay kỳ duyên của mình ngày hôm nay nha. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm A Di Đà Phật. Quay ngay mặt tôi luôn chào Nguyễn Yên Châu ơi.